Tôi nghĩ Việt Nam đã chơi hay hôm nay. Tôi xin chúc mừng họ đã giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Đội tuyển Việt Nam đã quen thi đấu trên sân Mỹ Đình, trong khi chúng tôi thì còn lạ lẫm. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Nadio đã phán đoán không chuẩn xác. Ngoài ra, chúng tôi hôm nay không có được sự thích nghi tốt. Chúng tôi từng đá ở Mỹ Đình tại SEA Games 31, khi đó mặt sân tốt hơn bây giờ. Còn ở trận lượt đi, chúng tôi đã chơi tốt trên mặt cỏ đẹp của Bung Karno. Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng phải đặc biệt cẩn thận trong 5 phút đầu tiên và 5 phút cuối. Tuy nhiên, trong bàn thua đầu tiên thì các cầu thủ Việt Nam đã làm rất tốt. Còn thủ môn Nadio đã đọc tình huống không chuẩn xác. Còn ở bàn thua thứ hai thì chúng tôi đã bị mất tập trung trong việc theo kèm các cầu thủ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng bóng đá Indonesia vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tiến lên phía trước. Chúng tôi đã thua trận và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Indonesia.